Đây là đối tượng Phan Minh Hậu, 21 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, bị lực lượng tuần tra 8394 phường Hòa Khánh Nam phát hiện bắt giữ khi vừa thực hiện hành vi trộm cắp một nhà dân với tài sản lấy được gồm nhiều điện thoại di động và một lượng lớn trang sức bằng vàng, ước tính giá trị hơn 100 triệu đồng. Đấy chỉ là một trong hàng trăm vụ việc mà các tổ tuần tra 8394 của phường Hòa Khánh Nam phát hiện và bắt giữ được trong thời gian qua, được người dân địa phương hết lòng ủng hộ. Cảm thấy như là có người để bảo vệ cho mình, cái an ninh trật tự của khu dân cư được tăng cường hơn, và họ trong cái hàng đêm cũng như là các cái hoạt động vui chơi cũng được giám sát một cách chặt chẽ, không có cái hiện tượng như là quá giờ khuya hay là quá trớn như trước đây. Trước mỗi ca tuần tra 8394 của phường Hòa Khánh Nam luôn có sự dặn dò nhắc nhở của chỉ huy công an phường để từng thành viên ý thức hơn và chú trọng những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, tổ tuần tra 8394 của phường đã phát hiện hơn 100 vụ việc nhắc nhở người dân lơ là trong việc quản lý tài sản, giải tán, ngăn chặn nhiều trường hợp thanh thiếu niên tụ tập khuya. Cùng với đó, lãnh đạo địa phương cũng thường xuyên tham gia xuống tận địa bàn dân cư để kiểm tra, động viên tổ tuần tra thực thi nhiệm vụ. Cái hiệu quả từ cái tổ tuần tra 8394 kịp thời xử lý, ngăn chặn nhiều cái vụ việc đó về an ninh trật tự như trộm cắp, các cái vấn đề khác trên địa bàn phường, cũng như là làm góp phần nâng cao cái ý thức cảnh giác trong nhân dân, cái tinh thần tự quản tự phòng, rồi góp phần phát huy tốt cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giờ đây, hình ảnh của các tổ tuần tra 8394 đã không còn xa lạ với người dân phường Hòa Khánh Nam cũng như trên toàn thành phố. Thấy bóng dáng của các anh là thấy sự yên tâm trong đêm tối. Ngày cũng như đêm, những bánh xe 8394 cứ thế lăn đều, len lỏi trong từng kiệt hẻm để giấc ngủ của mọi người không phải thấp thỏm lo âu, để sự bình yên cứ thế hiện hữu ở mọi con đường góc phố.